Từ buổi ban sơ của nền văn minh con người, các ảnh hưởng thiên nhiên và những ý nguyện của các đấng thần thánh đã có ảnh hưởng điều phối toàn nhân loại. Nhưng cách đây 2.500 năm, loài người đã trải qua một biến đổi sâu sắc. Những khả năng mới đột nhiên có mặt. Đây là một khoảng thời gian mà sự hợp lý thay thế cho mê tín dị đoan và tín ngưỡng. Đây là một đạo lý không dựa trên các vị thần linh. Thế giới này được lý giải trên khía cạnh của các ảnh hưởng thiên nhiên. Giờ đây chúng ta chịu trách nhiệm cho vận mệnh của chính mình. Dấy lên toàn cầu là một tầm nhìn đầy hoài bão về những gì con người có thể đạt được, được mở đường bởi ba nhà tiên phong Socrates, Khổng Tử và Đức Phật. Những nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử thế giới xưa với những tư tưởng vẫn còn định hướng cuộc sống của chúng ta ngày nay. Sự giàu sang có phải là một điều tốt không? Làm sao ta có thể xây dựng một xã hội công bằng? Làm sao để tôi sống một cuộc sống tốt? Bằng việc dám nghĩ đến những điều không tưởng nổi, họ đã đặt nền móng cho xã hội hiện đại của chúng ta. Tôi luôn cảm thấy bị lôi cuốn bởi sự thật về những con người này, vốn dĩ sống cách nhau hàng ngàn dặm, vậy mà gần như đồng đều, trong khoảng thời gian cách nhau 100 năm, nảy ra những đường lối suy nghĩ cấp tiến đến thế. Vậy thì điều gì đã xảy ra lúc đó? Tôi muốn nghiên cứu những tư tưởng cách tân của họ, để hiểu được điều gì đã khơi mào cho họ. Trong tập phim này, tôi theo chân nhà triết gia huyền thoại nhất trong số họ, Đức Phật, người đi khắp chốn truy tìm chân lý, người thách thức tính chính thống của tôn giáo. Chế độ đẳng cấp đã không là một rào cản, cũng không cần đến các giáo sĩ. Bằng việc phân tích những ý niệm và ham muốn của chính bản thân, những cái thấy biết đột phá đã nảy sinh trong Phật. Đây chính là lời dạy của Đức Phật. Mọi sự vật hiện tượng đều chịu sự thay đổi, đưa đường Đức Phật đến sự giác ngộ, vốn là một thực tính tồn tại hoàn toàn mới mẻ và con đường thoát ly khỏi những khổ đau trong cuộc sống. Về phương diện khoa học kỹ thuật, thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng về phương diện tâm lý, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa đi được xa lắm. Đức Phật, tinh hoa của thế giới cổ đại. Đừng tin vào điều gì trừ khi nó cũng phù hợp với lý giải của chính mình. Cách đây khoảng 2.500 năm, một người nam trẻ tuổi đã đưa ra một quyết định hệ trọng. Chúng ta được kể lại rằng vào một đêm khuya, người đã rời khỏi hoàng cung, chỉ dừng lại một chốc để nhìn lại lần cuối người vợ và đứa con trai mới sinh của mình. Rồi người khẽ khàng lánh vào trong màn đêm. Đây chỉ là khởi đầu chặng đường, đưa chân người từ chân núi dãy Hy Mã Lạc Sơn, rồi chấm dứt tại đây, nơi vùng đồng bằng Bắc Ấn Độ. Sứ mệnh của người là hiểu cho được cuộc sống con người. Đối với tôi, thực sự lý thú biết bao, khi những điều Đức Phật khám phá cách đây 25 thế kỷ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng trăm triệu con người trên khắp địa cầu. Nói theo tư cách một tôn giáo hay một hệ tín ngưỡng thì đạo Phật đã chuyển biến, thay hình đổi dạng cùng với các nền văn hóa khác nhau. Và nói theo phương diện triết học thì tính xác đáng của đạo Phật vẫn không bị thuyên giảm theo thời gian. Sự thực thì đạo Phật vẫn đang phát triển để cho thấy rằng nó vẫn có hiệu lực trong việc chỉ đường cho chúng ta ngay trong thời hiện đại. Phương pháp được truyền lại từ thế giới cổ đại mà Đức Phật từng sống. Hầu hết những gì chúng ta được biết về Đức Phật đều dựa trên các câu chuyện truyền miệng, được ghi chép lại nhiều thế kỷ sau khi người nhập Niết Bàn. Các tài liệu này cho chúng ta biết rằng người được sinh ra khoảng từ giữa thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch, ở vùng mà ngày nay là Việt Nam nước Nepal. Chúng ta được kể lại rằng người vốn là một vị hoàng tử, Tất Đạt Đa Cổ Đàm, tướng mạo khôi ngô nhuần nhuyễn của đại khí giới, và được tiên đoán rằng người rồi sẽ làm nên những điều vĩ đại. Nhưng cha của người, nhà vua lại lo lắng, vì điều tiên đoán nói rằng thái tử của ngài rồi sẽ làm một trong hai điều: ở lại trong hoàng cung và trở thành một vị đế vương,
hoặc bỏ nhà ra đi và trở thành một nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhà vua mong muốn con trai mình sẽ trở thành một vị hoàng đế kế vị, bao bọc hoàng tử với đời sống thật xa hoa nhằm buộc chặt người vào cuộc đời thế tục. Những gì không đẹp mắt đều được dọn sạch khỏi mọi nẻo đường phố, để người cứ vậy mà hoan lạc không biết gì về những nỗi khổ đau trên thế gian. Nhưng kế hoạch này bị phản tác dụng. Một ngày nọ, khi đang còn ngồi trên kiệu, người đột nhiên trông thấy một cụ già. Sau đó người lại thấy một người đang đau ốm. Và rồi một xác chết. Chứng kiến thấy nỗi đau và sự mong manh của sự sống con người đã làm người chấn động đến tận tâm can. Rồi khi hoàng tử trông thấy một vị tu sĩ, người thấy cảm động. Để rồi vận mệnh của người cũng từ đó được quyết định. Tôi phải thừa nhận rằng câu chuyện kể đầy màu sắc này về thời Đức Phật còn ở trong cung điện có mang ít nhiều sự tô vẽ hư cấu. Ta có cảm giác như đây là một kiểu câu chuyện về người hùng nào đó trong sách vở, nhưng nó cũng có vẻ phản ánh được một khủng hoảng thực sự về sự sống. Đức Phật quan sát thấy rằng cuộc sống của chúng ta tràn ngập khổ đau. Và sứ mệnh của người là tìm ra được liệu có cách nào để vượt qua nỗi khổ đau chăng? Người rời bỏ vùng chân núi Himalapsơn xa xăm và đi về phương Nam, từ bỏ tất cả, ngôi vị, gia đình, quê nhà. Đây là một tiểu bang bộ lạc nhỏ, được điều phối bởi một hội đồng các vị trưởng thượng từ một họ tộc tên gọi Thích Ca. Ngày nay ta thấy rằng cha Đức Phật có thể là một vị trưởng tộc từ một dòng tộc giàu có, chứ không phải là một vị hoàng đế vĩ đại mà chúng ta vẫn thường hay được nghe nói đến. Khi Đức Phật đi về phương Nam, lần đầu tiên người trải nghiệm các nền văn hóa của các bang lân cận. Đến đây, người đã quan sát mọi thứ với cặp mắt đầy tò mò của một người xa lạ. Cũng như hai nhà tư tưởng đột phá cùng thời với người, Socrates ở Hy Lạp và Khổng Tử ở Trung Quốc. Đức Phật là định nghĩa cho việc thế nào là chất vấn con người ta một cách thực sự. Người từ chối việc bị giới hạn bởi những định kiến và tín ngưỡng vốn được coi là điều hiển nhiên. Đức Phật quyết đi đến bất cứ đâu có thể trả lời các câu hỏi của người. Điều đầu tiên mà Đức Phật đã gặp chắc hẳn chính là tôn giáo của những người Bà La Môn. Đây là thành phần đẳng cấp giáo sĩ vốn chiếm ưu thế bối cảnh văn hóa tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Bây giờ họ sẽ dâng cúng gạo và hoa để mà gọi các đấng thần linh đến đây. Các thầy Bà La Môn có trách nhiệm niệm kinh Veda, là một văn bản tập hợp các giáo pháp và bản ca tụng tại những nơi linh thiêng và tại nhà của mọi người, như hôm nay họ đang làm đây. Một vai trò chủ chốt khác đó là phép thực hiện hiến tế, nhằm thuyết phục các đấng thần linh duy trì trật tự của toàn hệ vũ trụ và đem lại sự hưng thịnh. Họ ghi nhớ tất cả những bản kinh cổ. Cô đã thấy các thầy Bà La Môn ở đây đang tụng niệm hết người này đến người khác, và họ có thể tiếp tục như thế, có thể nói là suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Họ ghi nhớ tất cả những lễ nghi. Họ biết tiếng ngâm tụng thế nào, thức ăn gì, nước phải nên ra sao, đất phải nên ra sao, cần đến không khí thế nào. Họ có đầy đủ hiểu biết làm thế nào để có thể truyền thông với các đấng thần linh. Thế họ có trách nhiệm thực hiện các hình thức nghi lễ nào? Nếu có ai đó qua đời và mình cần làm các nghi thức cuối cùng, thì các thầy Bà La Môn sẽ đến làm cho mình. Nếu có một trận hạn hán thì mình cần tìm một thầy Bà La Môn để gọi vị thần mưa đến. Toàn bộ cuộc sống này dựa vào vị tu sĩ, vào vị thầy Bà La Môn là người có kiến thức. Như thế thì họ chắc hẳn có rất nhiều quyền lực. Họ luôn là người điều phục mọi thành phần khác, cho dù ta gọi đó là chế độ giai cấp xã hội hay là các đẳng cấp khác nhau. Họ có vị trí cao nhất, rồi đến thành phần binh sĩ, những người lính, rải bút, các chiến binh, các vị thống soái, rồi đến thành phần các nhà buôn, tức là giai cấp sát đế lợi,
rồi đến thành phần làm các công việc dịch vụ. Thợ đóng giày, thợ rèn. Và đó chính là xã hội theo tôn giáo Bà La Môn. Đối với Đức Phật, các tầng lớp cứng nhắc trong chế độ đẳng cấp cùng những hiến tế cho các vị thần linh chỉ dựa trên tín ngưỡng mù quáng và kiến thức do được truyền đạt, và không là sự giải thích mang tính lý trí. Người tha thiết suy nghĩ rằng ắt hẳn phải có một con đường chính trực và đáng tin cậy hơn để hiểu và lý giải về chỗ đứng của chúng ta trong thế giới này. Hành trình của Đức Phật lại tiếp tục xuống vùng đồng bằng sông Hằng. Đó là một nơi đang còn trong quá trình cải cách nhanh chóng. Các đô thị mới và các kinh đô hưng thịnh đã hình thành. Đường kể rằng Đức Phật đã dừng chân tại một nơi, lãnh thổ nước Ma Kiệt Đà, và lưu lại đây tại thủ đô Thành Vương Xá. Dọc theo những thành lũy này đây, ta có thể trải nghiệm đô thị cổ mà Đức Phật đã từng biết đến. Những đèo phố bây giờ chắc hẳn đầy dẫy các cỗ xe sơn màu sắc rực rỡ, chở vàng và bạc, ngọc trai và cẩm thạch xanh, gỗ đàn hương và vải vóc quý. Và rồi từ phía xa kia, chắc ta có thể thấy được nhiều xe buôn đưa vào nhiều thứ hàng hóa tuyệt hảo khác từ vịnh Bengal, giờ là nước Afghanistan ở thời hiện đại. Có rất nhiều bằng chứng trong văn tự về thời điểm này. Nói đến việc các đô thị mở rộng, nhưng chúng ta có bằng chứng trong khảo cổ học hay không? Chúng ta có rất nhiều bằng chứng. Đây là giai đoạn mà các đô thị đang rất phát triển và mở rộng khắp đất nước. Những món vật dụng hay hay này đây cũng được lấy từ các đô thị đó sao? Đúng vậy, toàn bộ những thứ này ta có thể hình dung được những người sử dụng chúng. Thử xem cái này chẳng hạn, đây là một cái sao cạo. Hay quá, tôi rất thích. Tôi thích là kiểu dáng không thay đổi gì cả. Đúng thế, hoàn toàn y như cái sao cạo ngày nay. Còn đây là một cái đinh đóng cửa thật to. Cái cửa phải ghê gớm lắm mới cần đinh đóng thế này đây. Mấy cái này cũng rất hay. Có phải là trông giống như chén dĩa ăn rất quý phái phải không? Đúng thế, đây là những món đồ gốm. Vốn chắc chỉ được dùng bởi những người rất giàu có vào dịp rất đặc biệt. Thế bà có nghĩ rằng ý tôi là đời sống rất khác này có ảnh hưởng đến cảm nhận của con người ta về cuộc sống của họ chăng? Chắc chắn rồi. Và thành phố chắc hẳn là một trải nghiệm rất lý thú, nhưng cũng rất đáng lo ngại đối với một người mới bước chân vào một trong những đô thị này từ một vùng làng quê, bởi vì cái gì đó mới mẻ đang xuất hiện, nhưng lối sống xưa cũng như các mối quan hệ xã hội trước đây cũng đang từ từ biến mất. Đây là thời điểm mà ta có những câu hỏi chưa từng có, và tôi nghĩ rằng ở một tầm không thể so sánh được với trước, về ý nghĩa của sự sống trên thế gian này, về một người phải nên sống như thế nào, và đủ các loại câu hỏi làm cho người ta thật sự băn khoăn. Các đô thị cũng là một sự nghịch lý. Chúng đem lại cho người ta những cơ hội mới mẻ hào nhoáng, nhưng chúng cũng cắt đứt con người ta khỏi tất cả những gì họ từng biết đến, khỏi thị tộc, khỏi quê hương, khỏi những cách sinh sống mà vốn dĩ không thay đổi gì nhiều suốt nhiều thiên niên kỷ qua. Vì thế mà các đô thị thật tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng lo ngại. Người ta ắt hẳn tự hỏi ý nghĩa cuộc đời này suốt cuộc là gì, và ta nên sống chung với mọi người thế nào cho tốt nhất. Đây là quãng thời gian tự chất vấn rất dữ dội. Ta có thể kiểm soát được những ham muốn của mình không? Và Đức Phật sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng khi thảo luận về vấn đề này về sau. Công lý là gì? Lúc này, Phật tiến sâu hơn trong công cuộc tìm kiếm của riêng mình, người chuyên chú vào một câu hỏi hóc búa nhất. Cái gì xảy đến với chúng ta khi chúng ta chết đi? Được ảnh hưởng từ những vòng tuần hoàn đổi mới trong môi trường tự nhiên, người ta đã tin rằng chúng ta đều là một phần của vòng chuyển xoay vô tận, chết và tái sinh, còn được gọi là luân hồi. Luân hồi là một tư tưởng sâu sắc đã rất phổ biến ở thời Đức Phật.
Tư tưởng này là có sinh, rồi tái sinh, rồi lại tái sinh, trong một vòng luân chuyển thời gian. Thế nhưng con người đã luôn ý thức về vòng đời rồi. Vậy thì luân hồi có gì khác biệt? Vòng luân hồi tái sinh có nghĩa thật sự là ta đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, và ta có thể biểu hiện dưới hình dạng khác trong mỗi kiếp sống. Ta có thể biểu hiện là một vị thánh, hoặc ta có thể biểu hiện là một con người, hoặc có thể một kiếp cao hơn hoặc thấp hơn. Ta thậm chí có thể biểu hiện là một động vật hay một côn trùng, một con rán, và đó chính là vòng luân hồi tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác, một sự vận chuyển liên tục theo thời gian. Thế thì ông có nghĩ rằng người ta cảm thấy bị mắc kẹt bởi luân hồi không? Phải, ta có thể hình dung một người suy nghĩ như vậy, cứ mỗi lần sinh ra, người này lại trải qua bao khó nhọc trong đời, bệnh tật, già yếu và chết, và rồi lại tái sinh để một vòng luân hồi nữa tái diễn. Vậy thì đúng là buồn chán thật. Ý tôi là như thế quả là khổ đau, vì thực chất của sự tồn tại không phải là sung sướng như người ta tưởng. Vậy có phải người ta đã cố tìm cách để giải thoát mình khỏi sự vướng kẹt này? Đúng vậy, sứ mệnh rất lớn tại thời điểm đó là để tìm cho ra lối thoát khỏi vòng luân hồi tái sinh và tái chết đó. Đối với Phật, những nghi lễ của các thầy Bà La Môn không phải là giải đáp cho nỗi khổ đau dai dẳng trong cuộc sống. Chúng có vẻ chẳng mang lại được một giải pháp lâu bền về luân hồi. Nhưng Đức Phật vẫn tin tưởng rằng người có thể tìm được một cơ chế giúp giải phóng ta ra khỏi luân hồi một cách hoàn toàn. Và Phật không là người duy nhất. Một làn sóng những con người đi tìm chân lý đã rời bỏ gia đình và nhà cửa của họ để đi khắp tận cùng trái đất nhằm tìm kiếm giải pháp. Từ bỏ mọi thứ, nhiều người chọn sống trong những khu rừng. Và đó cũng là nơi mà chúng ta được kể rằng Đức Phật đã đến để tìm họ. Đối với Đức Phật thì sự khám phá bản thân đến từ việc xem xét từng trải nghiệm của riêng mình và rồi rút ra những kết luận hợp lý từ chúng. Do vậy, để có thể đánh giá triết lý của các nhà tư tưởng mới này, người đã quyết định tự mình thử các phương pháp của họ. Một trong nhiều người lang bạt tìm kiếm chân lý, đó là vị có tên gọi là Alara Kalama. Theo vị này nhận thấy thì giải pháp cho vấn đề luân hồi nằm trực tiếp ở việc trải nghiệm một phần bất biến và vĩnh hằng trong con người chúng ta, phần mà vẫn tồn tại sau mỗi lần tái sinh. Để thực hiện điều đó, ông ngồi thiền định. Để ngăn cách các điều làm ta sao lãng trong thế giới bên ngoài. Một khi thoát khỏi sự can thiệp của các yếu tố về thể chất và tâm thần, người truy tìm chân lý có thể tập trung vào mục tiêu của họ để hoàn toàn hợp nhất tâm linh của mình, tiểu ngã, với các nhân tố đối tác của nó trong vũ trụ, như thể một tâm linh đồng nhất phổ quát, một thực tại cao nhất, đại ngã. Tư tưởng này có thể được hiểu là bằng việc thiết lập sự hợp nhất giữa hệ vi mô, tức các thực thể riêng biệt, với hệ vĩ mô, tức tâm linh của thế giới, thì họ sẽ đạt được sự giải thoát. Dưới sự hướng dẫn của Alara, chúng ta được biết rằng Đức Phật đã thể hiện khả năng vô cùng xuất sắc khi Ngài đạt được sự yên lắng thâm sâu về tâm. Đến độ Alara đã mời Phật cùng lãnh đạo toàn thể với ông. Nhưng Phật đã từ chối. Phật thấy rằng khi người ra khỏi thiền định, người lại quay trở lại với các vấn nạn chính vẫn y như ban đầu của sinh, lão, bệnh và chết. Nó không mang lại cho Phật trải nghiệm có tính thay đổi mà người tìm kiếm. Nhưng Đức Phật không bỏ cuộc. Đường truyền lại rằng tiếp theo đó, Phật đã trải nghiệm các phương pháp của các nhà tu khổ hạnh khác nhau. Những người này tập trung vào các hình thức đi đoạt bản thân một cách cực đoan. Và các tu sĩ khổ hạnh này cũng tin rằng phần vật chất trong sự tồn tại của chúng ta là chướng ngại cho việc giải thoát. Nhưng phương pháp của họ chính là một giải pháp mạnh. Thay vì tập trung vào tâm, họ dồn hết nỗ lực vào việc phục chế cơ thể mình. Vài phái đoàn cũng tin rằng tất cả những hành xử của con người đều để lại tì vết trên phần tâm linh của chúng ta, là gánh nặng cho chúng ta trong cuộc đời này, và làm ta kẹt mãi trong những lần tái sinh ở tương lai.
Có người nhịn ăn, có người thì đứng yên một chỗ không động đậy trong nhiều tháng trời. Những người khác chịu đựng cái nóng của mặt trời buổi trưa chỉ nhằm xóa bỏ được hết nghiệp của những hành động họ đã từng làm trong kiếp trước. Các biện pháp cực đoan này là để mở lối cho phần tâm linh thường hằng được tỏa rộng ra theo kích thước của vũ trụ để cuối cùng giải phóng họ khỏi luân hồi. Đức Phật đã dành khoảng 6 năm trời thử nghiệm tất cả các phương pháp bỏ bê và trừng phạt bản thân đầy cực đoan đó. Người thử phương pháp nín thở, càng lúc lại nín càng lâu. Người để thân trần truồng mà đi lại. Người ăn chỉ một lượng thức ăn ít ỏi, chỉ một hạt cơm mỗi ngày. Đường truyền rằng Đức Phật đã suýt chết. Xương sầu của người trông như xà nhà của một ngôi nhà bỏ hoang. Người có thể cảm nhận được cả xương sống của mình qua vùng bụng. Vì vậy, người vẫn không thấy có sự tiến bộ nào. Cái đau nhức che mờ tâm trí người. Sự khổ hạnh đi đoạn không mang lại giải pháp gì cho nỗi khổ, niềm đau. Chúng chỉ làm cho người càng thêm đau khổ. Thế là người từ bỏ con đường khổ hạnh qua hành động ăn một bát cháo, làm cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với người thất vọng và giận dữ. 6 năm trời vất vả trải nghiệm đủ các phương pháp khác nhau đã không mang lại gì. Giờ đây, người lại đơn thân một mình tiếp tục công cuộc phá tan vòng luân hồi. Tiếp theo đó, Đức Phật thử sức với một điều mới. Một con đường nằm ở giữa hai thái cực của sự nuông chiều hưởng thụ và sự khắt khe của việc hành hạ bản thân. Tiết chế điều độ chính là phương pháp tiếp cận căn bản của Đức Phật kể từ lúc đó. Sự thay đổi của phương pháp của Đức Phật đã đem lại những quan sát rõ ràng về các trạng thái của con người. Đức Phật tin rằng tất cả những gì ta biết được một cách chắc chắn đó là ta trải nghiệm thế giới này như thế nào, và tâm thức của chúng ta chính là cái quyết định các trải nghiệm mà chúng ta có. Bằng việc sử dụng thiền hành, Phật đã dò xét quá trình hoạt động bên trong của tự tâm người. Và điều mà Phật khám phá được ngược với giả định mà mọi người thường có về một tâm linh thường hằng. Người nhận ra thế giới bên ngoài mà chúng ta trải nghiệm luôn luôn thay đổi, và chúng ta cũng luôn luôn đổi thay. Thể chất của ta, các cảm giác của ta, tâm ta, sự nhận thức của ta, cá tính của ta, tất cả đều nằm trong một dòng chảy liên tục. Sự khám phá đã vạch trần một thiếu sót chính yếu trong suy nghĩ của Đức Phật. Mọi nỗ lực tìm kiếm một bản thể thường hằng đều là vô ích, bởi vì cái bản thể thường hằng độc lập đó vốn dĩ không tồn tại. Khi Đức Phật nhìn vào quá trình khai triển của nỗi khổ đau ở mình và bắt đầu quan sát nó như một vị bác sĩ, người bắt đầu nhìn vào nguyên nhân của nó và người bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đều thoáng qua và thay đổi không ngừng. Không có điều gì người có thể chỉ tay vào mà gọi đó là nguyên nhân, và người nhận ra rằng thật ra nguyên nhân chính là ở sự xác định về một cái tôi tồn tại. Không có bất cứ cái gì mà ta có thể chỉ vào ở một thời điểm nhất định nào đó và nói rằng, được rồi, đây chính là nó, và ngay sau đó nó lại thay đổi. Do vậy mà nhận thức rằng mọi thứ đều vô thường dẫn đến triết lý rằng có một thực thể tâm linh luôn tồn tại vĩnh hằng là không thể đúng. Hãy giải thích giúp cho tôi, vì tôi không thể hiểu điều này cho lắm. Không có tự ngã có nghĩa là sao? Ý của Đức Phật là gì vậy? Để tôi cho chị một ví dụ nhé. Ví dụ như tôi hỏi rằng, Bethany này, chị sinh ra khi nào vậy? Và chị trả lời rằng, tôi sinh ra ngày này, tháng này, năm này. Và tôi hỏi, thật sao chẳng phải chị sinh ra cách đó 9 tháng rồi sao? Chị mới nói, đúng thế, và tôi lại nói, không phải chị đã có trong mẹ và cha chị từ trước đó rồi sao? Nếu tôi lấy mẹ của chị đã khỏi chị, thì chị không còn là Bethany nữa rồi. Bethany được hình thành từ những yếu tố không là Bethany. Bethany là ánh sáng mặt trời, là đất đai, Anh Quốc. Và chị tự nhiên nhận ra rằng không chỉ có một điểm duy nhất nào mà từ đó Bethany được hình thành ra cả. Do vậy mà chị biết đó, trong Đạo Phật chúng ta không nói đến sự tạo tác thành, mà chúng ta nói về sự biểu hiện. Không phủ định rằng chị tồn tại. Chị tồn tại chứ?
chỉ phủ định rằng chúng ta có một cái ngã hay bản thể độc lập hoàn toàn. Đức Phật tin rằng ý niệm về một bản ngã thường hằng không là câu trả lời, mà đó lại là nguồn gốc mọi vấn đề, bởi nó làm cho ta trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Nó tạo ra sự ham muốn không thể thỏa mãn để biến chúng ta thành nô lệ cho những lo ngại phàm trần và trói buộc ta vào vòng luân hồi sinh tử. Khi một người buông bỏ được ảo tưởng về bản ngã này, thì đó chính là con đường đến với giải thoát. Chính sự giác ngộ này cho ta tự do để không còn bị vướng chấp vào tôi của tôi, cái tôi bản thể, vốn chính là nguyên nhân của mọi khổ đau. Rồi Phật nói rằng, ồ, vậy là có một con đường để vượt qua khổ đau. Đó chính là thời khắc aha. Vậy là lời dạy của Ngài dựa trên sự khám phá lại tự tính của ta, vốn là tự tính không có ngã. Sự phân tích bản thân của Đức Phật đã mở ra câu trả lời. Nếu chúng ta có thể xóa bỏ được ảo tưởng về bản ngã, chúng ta sẽ thấy được mọi thứ theo thực tính của chúng, và nỗi khổ đau của chúng ta sẽ chấm dứt. Chúng ta có khả năng kiểm soát cuộc đời của chúng ta. Đức Phật có vẻ đã nhận ra được sự linh động trong tâm và trong đặc tính của chúng ta. Sống trên thế gian này với một thái độ chân chính thực sự rất hùng mạnh. Cơ bản rằng, khi ta biết chính mình thì thế giới này là của ta. Đó là triết học về nhận thức. Có cách đây 25 thế kỷ trước khi thuật ngữ này được đặt ra. Đức Phật đã sẵn sàng đặt hết nỗ lực vào việc đem lại sự thay đổi trong tự thân người. Đặt chân đến ngoại biên một ngôi làng nhỏ, người trông thấy một vùng quê xinh đẹp với các lùm cây xanh tươi bao bọc quanh bờ sông lấp lánh. Ta được biết rằng một đêm nọ, ở tuổi 35, Đức Phật đã đến Bồ Đề Đạo Tràng và ngồi tĩnh tọa dưới cội cây tổ tiên của chính cái cây này. Ngày nay, nơi đây trở thành một địa điểm hành hương của hàng triệu người bởi một lý do chủ chốt. Đây chính là nơi mọi thứ bắt đầu. Đức Phật nhập vào một mức thiền định sâu lắng, người thấy được vô lượng các kiếp trước của chính mình. Người mô tả một vòng luân hồi dưới nhiều hình thể sống và cảnh giới tồn tại, từ các chúng sinh trong địa ngục và động vật, đến con người cho đến những tầng nhận thức trừu tượng hơn. Nhưng tất cả các danh thể này đều chịu sự luân hồi. Thậm chí cả một vị thần thánh cuối cùng cũng phải chết và tái sinh. Nhưng cuối cùng, Phật đã vượt thoát khỏi những thể này. Truy tìm sâu thẳm trong nhân tính của mình, Phật đã có thể triệt tiêu và xóa bỏ mãi mãi các ham muốn, vô minh và vọng tưởng. Người cuối cùng đã hoàn toàn thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử và đạt được giác ngộ Niết Bàn. Sự giải phóng của tâm ta là không thoái chuyển. Đây chính là kiếp sống cuối. Đối với ta, không còn có tái sinh nữa. Sau đó, Đức Phật không khuyến khích việc suy tưởng về đặc tính của Niết Bàn. Mô tả nó cũng giống như hỏi xem một ngọn lửa cháy thế nào khi nó đã bị dập tắt. Vậy nhưng đó chính là giải đáp cho tình trạng của con người, mà không cần đến thiên đường, thần thánh hay một kiến thức siêu hình nào cả. Đây là một trạng thái giải thoát thành tịnh, được trực tiếp trải nghiệm từ bên trong. Đức Phật đã chế ngự các khả năng của tâm để phát giác ra điều người tin là chính yếu về con người, dập tắt tất cả tham ái, hận thù và ảo tưởng đã cho phép Đức Phật đạt trọn tiềm năng của mình. Giờ đây, khi người có thể sống với trí huệ và lòng từ bi tuyệt đối, Đức Phật thấy rằng mình có một sứ mệnh mới, chia sẻ những gì người đã trải nghiệm.
Người thậm chí không chắc mình có thể trình bày được điều đó hay không, nhưng sự thấu cảm của Phật đối với mọi người đã thúc đẩy cho người tiếp tục. Điểm khởi đầu của người là năm người bạn tu khổ hạnh mà người đã bỏ lại để đi theo con đường trùng đạo. Các ghi chép của ta biết người đã tìm thấy họ nơi tôi đang trên đường đến. Vùng ngoại ô của nay là thành phố Varanasi, một vườn lộc uyển cổ xưa. Đầu tiên, các bạn đồng môn của người chần chừ không muốn đón tiếp Đức Phật. Nhưng rồi chúng ta được truyền lại rằng họ bỗng nhận ra đã có một sự thay đổi rất lớn. Họ chào đón Đức Phật với niềm tôn kính rồi rửa ráy chân cho người. Và đến đây chúng ta thấy được một sự thu hút kỳ lạ ở Đức Phật. Bởi vì điều mà Đức Phật giảng cho họ nghe mang một chiều sâu tâm thức và sự tường tận đáng kinh ngạc. Phật chia sẻ những khám phá của người được gọi là bốn sự thật cao quý, hay còn gọi là tứ diệu đế hay tứ thánh đế. Sự thật thứ nhất là cuộc sống tất yếu phải có khổ đau. Nhưng khổ đau theo Đức Phật không chỉ có nghĩa là đau yếu và tuổi già, mà là những thất vọng và những điều không chắc chắn thường trực trong cuộc sống. Sự thật thứ hai là khổ đau có mặt bởi tham ái mong cầu. Sự thật thứ ba là bởi khổ đau có một nguyên nhân xác định được cho nên nó có thể chấm dứt. Nhưng sự thật thứ tư mới đưa lại một giải đáp thiết thực. Sự thực đó là một con đường mà Đức Phật gọi là tám con đường chân chính, bát chánh đạo, và nó đưa ra một sự kết thúc cho toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Với sự hướng dẫn của Đức Phật, nhóm đệ tử này của người đã tiến bộ nhanh chóng. Họ tăng trưởng trí tuệ, thực hành các phẩm hạnh đạo đức và rèn luyện tâm qua thiền hành. Cuối cùng, họ đã tự trải nghiệm được Niết Bàn. Nhưng mặc dù theo lý thuyết thì mọi người đều có thể đạt được giải thoát, trong việc hành trì, nhiều người đã không có đủ thời gian và nỗ lực. Tuy nhiên, Đức Phật có một thông điệp tin tưởng cho tất cả những ai vẫn đang còn bị trói buộc trong vòng sinh tử. Bằng việc hoàn thành tái lập lại công thức có từ lâu năm về nghiệp quả. Thông thường thì nghiệp quả là để chỉ những hành động lớn đáng kể. Được tin rằng có thể giúp cho lần tái sinh trong kiếp sau của ta được tốt lành hơn. Trong thời kỳ Bà La Môn giáo trước đây, nghiệp quả được coi là đồng nghĩa với các hoạt động của nghi lễ tín ngưỡng được thực hiện bởi các tu sĩ đại diện cho tầng lớp cao hơn. Các tầng lớp thấp kém ít có hy vọng cải thiện vận mệnh của họ qua hình thức nghi lễ cho nghiệp quả này. Phật thay đổi quan điểm về nghiệp quả từ các hoạt động tín ngưỡng qua ý định về các hành động đó, vì thế mà tâm ý đằng sau hành động quan trọng hơn chính bản thân hành động đó. Nếu ta suy nghĩ tốt hay ta có ý niệm tốt, thì ta có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Và không nhất thiết trong kiếp này, mà cả những kiếp trong tương lai nữa. Đó là sự thay đổi chủ chốt, đúng vậy không? Đó đúng là sự thay đổi chính yếu trong hiểu biết của ta về khái niệm nghiệp quả, từ hoạt động tín ngưỡng đến lựa chọn của mỗi người về việc làm điều thiện lành. Ta phải là những con người tốt, và đó chính là điểm chính yếu về đạo Phật. Thế thì đó không chỉ là sự thay đổi về tư tưởng, mà còn là thay đổi trong xã hội, đúng không? Chắc chắn rồi, Đức Phật đã lấy khỏi tay các giáo sĩ quyền năng thay đổi định mệnh của con người và trao nó cho những người thực hành theo đạo Phật. Vậy có quan trọng gì chuyện ta đến từ tầng lớp nào hay giới tính nào không? Không, ta có thể là bất cứ ai, ta có thể thuộc về bất cứ tầng lớp nào, chuyện đó không quan trọng. Mọi người đều có sự lựa chọn và tự do để cải thiện và trở thành một người tốt. Tư tưởng của Đức Phật về nghiệp quả thật là khoáng rộng. Mọi người còn vướng kẹt trong luân hồi đều có cơ hội để cải thiện phẩm chất tái sinh của mình. Giờ đây ta không còn là tốt hay xấu dựa trên tầng lớp hay giới tính hay một loại kỹ năng tín lễ nào đó. Đức Phật đã truy tìm những giải đáp có tính lợi lạc cho mọi người. Hãy nghĩ xem đây quả là một phát triển cấp tiến đến thế nào. Việc dân chủ hóa nghiệp quả của Đức Phật đã thu hút sự chú ý và ủng hộ, đặc biệt là của một tầng lớp. Các thương gia và lái buôn vốn thúc đẩy gia tăng các thành phố ở Ấn Độ.
Theo truyền thống Bà La Môn giáo, thì tiếp xúc với bất cứ ai nằm ngoài tầng lớp của mình sẽ dẫn đến sự mất thanh tịnh. Nhưng tất nhiên, theo đúng lẽ thì các thi gia phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người và nhiều văn hóa khác nhau. Giờ đây Đức Phật không cho đó là một cái gì sai trái cả. Nhiều thương gia cảm thấy bị hệ thống đẳng cấp làm cho bất lợi. Thông điệp bao hàm của Đức Phật đã cho họ chỗ nương tựa trong xã hội và phát huy năng khiếu theo đúng hoài bão của họ. Sự phát đạt của các thương nhân cũng giống như phước lành theo tự nhiên vốn chẳng dựa vào tầng cấp mà vào khả năng đích thực, không phải do quý ước có trước, mà tích góp và đạt được qua nỗ lực của bản thân. Tư tưởng mới của Đức Phật về quan niệm nghiệp quả từ thời xưa đã cho mọi con người bình thường một con đường đến với cuộc sống tốt đẹp và đạo đức hơn. Người giúp thiết lập niềm tin rằng những hành động và ý định của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có những nghiệp quả thực sự. Những đồng tiền như thế này đã là một hình thức trao đổi phổ biến rất mới. Cũng giống như nghiệp quả, giờ đây là đồng tiền tệ về đạo đức trong đạo Phật vậy. Thật dễ tưởng tượng với những đồng xu như thế này trong túi. Giờ ta có thể hiểu làm sao mình có thể đảm bảo được lợi ích tương lai bằng cách tích góp các phước thiện. Đức Phật đã cải cách cơ sở đạo đức. Chúng ta không còn phải đổ lỗi cho bất cứ một thế lực bên ngoài nào, chẳng hạn như một vị thần thánh về các quyết định của mình. Chúng ta hoàn toàn có trách nhiệm về tình trạng đạo đức của mình. Trách nhiệm nằm ở ta. Nói tóm lại, đây là tiếng gọi đoàn kết mà chúng ta nghe thấy từ các nhà tư tưởng vĩ đại khác của thời đại Socrates và Khổng Tử. Để tìm được câu trả lời về vũ trụ thì hãy tự nhìn vào bên trong của chính mình trước. Hãy là ngọn đuốc cho chính mình, Đức Phật dạy. Đừng đi tìm chỗ nương náu nào khác. Đây là những tư tưởng lý thú, quan niệm rằng ta không cứ phải là một nạn nhân bị động mà ta là chủ nhân vận mệnh của chính mình. Đức Phật tiếp tục tiến đến với thông điệp sâu sắc của người về một sự giải thoát tùy ở cá nhân. Tương truyền rằng người đã đi khắp mọi vùng miền đồng bằng miền Trung Ấn giảng pháp thoại cho quần chúng trong các thành phố và miền quê. Cho bất cứ ai, người nghĩ rằng đã sẵn sàng nghe thông điệp của người. Và cộng đồng đệ tử chia sẻ sứ mệnh và lối sống hành cước khắp chốn của người được gọi tên là Tăng giả Sangha. Lúc đó, tăng đoàn phân tán đi khắp nơi và được sắp xếp không quá chặt chẽ. Nhưng theo các dữ liệu truyền thống, thì khi Đức Phật đến nơi này, một khu rừng ở vùng ngoại ô thành Vương Xá, tăng đoàn đã có sự thay đổi hoàn toàn mới. Đức vua của thành phố này là Tần Bà Sala, nghe thấy rằng Phật vừa đến trú tạm ở ngoại thành. Đi đến thăm viếng Phật cùng với 120.000 người Bà La Môn. Khi nghe người giảng giải, chúng ta được biết rằng từng người một trong số họ, bao gồm cả đức vua đã nài xin Phật được chấp nhận làm đệ tử tại gia của người. Chúng ta biết rằng khi ta gặp một ai đó mà chúng ta lập tức cảm thấy kính trọng, cảm thấy rất nể phục khi gặp họ. Nhưng đồng thời người đó cũng không có vẻ gì là cao cách khó gần. Theo tôi cảm nhận thì Phật rất cuốn hút. Mọi người làm sao đó thấy rất quyến luyến với người. Tôi nghĩ người có khả năng hiểu được tâm lý của người đối diện. Người có một loại trực giác biết được họ cần gì. Người không nói rằng ta là người biết mọi thứ. Người nói anh hãy thử đi. Chính tinh thần tự do thẩm tra này vốn dĩ là điều mà Đức Phật rất khuyến tấn, gần như là sự cách mạng về tư tưởng. Sau buổi gặp gỡ, Đường kể rằng vua Tần Bà Sala đã hiến tặng một vườn trúc ngay tại chỗ này đây để làm nơi cư trú cho tăng đoàn đang lớn mạnh của Đức Phật. Được sự ủng hộ của các thương nhân giàu có được xem là rất quan trọng cho tương lai đối với thông điệp của Đức Phật. Việc hình thành các trụ sở lâu dài ở những nơi như thế này đã cho tăng đoàn phát triển từ một nhóm những người cùng chí hướng hành cước đầy đó thành một cụm trụ sở tu học ổn định. Tăng đoàn tại thành Vương Xá trở thành mẫu mực cho một điều hoàn toàn mới. Chẳng bao lâu sau, một hệ thống các tu viện được biết đến đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện. Những nơi mà Phật cùng các đệ tử đi từ nơi này sang nơi khác, dừng chân trú lại vào mùa mưa.
hoạt động có sự thay đổi và vì vậy mà vai trò của Phật cũng thay đổi. Người từng dạy rằng mỗi tu sĩ hãy là một hòn đảo và chịu trách nhiệm cho tự thân. Nhưng giờ đây, đường tin rằng người đã thiết lập một bộ giới luật tổng quát. Với Phật giáo buổi đầu, do chỉ có một số ít các tu sĩ nên không cần đến các giới luật vì những ai trở thành tu sĩ đều rất thông minh và rất hướng về tâm linh. Họ có ý niệm và sự thấu hiểu tường tận. Lý do vì sao họ trở thành một vị tu sĩ, do đó mà họ không bao giờ làm gì sai quấy. Nhưng dần dần số lượng tăng đoàn gia tăng. Và để giữ gìn sự xuất sắc, thanh tịnh và an hòa, Phật đã đặt ra các điều giới luật và quy tắc khác nhau. Thật là đáng kinh ngạc khi nghĩ đến 25 thế kỷ sau, và các thầy vẫn còn sống với các giới luật này. Tôi nghĩ chúng tôi còn cần nhiều điều luật hơn nữa. Bởi vì vào thời hiện đại này, chúng ta phải đối diện với thật nhiều thứ. Thời đó chỉ có Ấn Độ, ngày nay là toàn bộ thế giới. Có 227 giới luật cho các tu sĩ được thực hiện hàng ngày. Và thật kỳ diệu khi nghĩ đến việc chúng ta có thể được ghé nhìn một chút vào tâm tư của Đức Phật cùng các đệ tử đầu tiên của người. Được biết, Phật áp dụng các điều giới luật của người với mục đích rõ ràng. Phật là một người thực tế, vẫn thay đổi ý kiến và lắng nghe các lý do khác nhau. Ngay cả khi đối diện với vấn đề gai góc, đó là cho gia nhập nữ giới. Lúc ban đầu, phụ nữ được coi là gánh nặng do họ cần có sự bảo hộ. Nhưng theo lý thì sự giải thoát là dành cho tất cả mọi người. Có nghĩa là chắc chắn bao gồm cả họ. Và chúng ta được truyền lại rằng chính Phật cuối cùng đã tuyên bố rằng nữ tu sĩ cũng cần được trở thành một phần của tăng đoàn. Các giới luật của tăng đoàn rất thực tế. Việc trì giới đối với bản thân và các kỹ năng được thực hành nghiêm mật trong đời sống hàng ngày, chúng quyết định ta có thể sở hữu gì và buông bỏ gì. Các vị tu sĩ được phép sở hữu 8 vật dụng. Về cơ bản là 3 y. Để ta trông xấu thôi. Không để cho mình trông đẹp mắt. Chúng tôi phải có một cây kim và chỉ may. Nhưng chỉ biết đó, ngày nay chúng tôi không may vá, vì chúng tôi đã có áo may sẵn. Đây là rào cạo. Nuôi tóc thì phiền phức lắm. Vì vậy chúng tôi buông bỏ mọi thứ. Đây là cái bát. Bác sĩ thực phẩm phải không? Bác sĩ thực phẩm của các vị tu sĩ. Vâng. Thế thì thầy thu nhận thực phẩm và nước uống và các củ cải bố thí từ một người à? Ngày nào cũng thế. Tại sao thầy phải xin thực phẩm từ người khác? Sao thầy không tự tạo ra thực phẩm cho chính mình? Bởi vì một vị tu sĩ cần phải dựa vào mọi người, vào xã hội, để chúng tôi có lòng biết ơn và tôn trọng. Và rồi chúng tôi hồi đáp lại cho họ với lòng từ bi và trí tuệ của mình. Các vị tu sĩ có thể dẫn dắt mọi người đi vào xã hội để chỉ lối đến với trí tuệ, để đưa đường đến an bình và hạnh phúc. Ngoài những điều đó ra thì các tu sĩ không còn có bất cứ mối liên hệ nào khác với người tại gia. Nhưng để trở thành một tu sĩ thì thầy phải rời bỏ gia đình mình, đúng không? Đúng vậy, thực sự thì đời sống gia đình luôn đầy rẫy những nỗi khổ, thử thách và các khó khăn rất nhiều. Do đó mà sống một đời sống gia đình thì người ta không thể hành trì một cuộc sống giản dị và thanh tịnh được để có thể đạt được tầm cao về tâm linh. Khi các tu sĩ rời bỏ gia đình, những người thân ở lại có thể thấy rất khó khăn. Nếu biết rằng Đức Phật đã nhìn nhận nỗi đau mà người đã đưa đến cho gia đình mình và bố có rằng các tu sĩ cần phải có sự cho phép của cha mẹ để gia nhập tăng đoàn. Phật giáo là một triết lý hay một tôn giáo đôi khi bị chỉ trích là chỉ mang lại lợi ích cho những ai tu hành theo, rằng có phần lạnh lùng khi nhìn nhận rằng những mối quan hệ thân thiết trong xã hội và gia đình chỉ là những ràng buộc với thế giới và do đó là rào cản cho việc chứng đạt Niết Bàn. Nhưng điều mà tôi cảm nhận ở đây là một cam kết thực sự đối với hạnh phúc chung cho mọi người. Đức Phật đã không xa lánh mọi thứ sau khi giác ngộ. Tuệ giác thấu hiểu của người đã nâng cao sự quan tâm của Phật với mọi người và người dành hơn được cuộc đời mình giúp đỡ cho mọi người xung quanh, làm giảm bớt những khổ đau của họ.
Việc Đức Phật khẳng định giá trị cao cả của lòng từ bi là một điều làm tôi rất ấn tượng. Ta hãy thử lắng nghe những lời này của người được ghi chép lại từ buổi đầu ban sơ. Đừng bao giờ lừa dối một ai hay khinh bỉ bất cứ ai ở bất cứ nơi nào. Như thể một người mẹ che chở cho đứa con của bà với lòng từ bi, thương yêu vô hạn. Hãy nâng niu thế gian này. Tình thương là không có giới hạn. Làm sao ta có thể tranh cãi với điều đó? Bằng việc thể hiện và diễn giải các tư tưởng của người không chút mệt mỏi, Đức Phật đã nâng đỡ cho một đoàn thể những người đi theo, hết lòng vì những phương châm trí tuệ nghiêm mật và lòng nhân đạo sâu sắc của người. Nhưng tăng đoàn không thể dựa vào sự lãnh đạo của người sáng lập mãi mãi. Chúng ta được truyền rằng, vào những năm Đức Phật đã trên 80 tuổi, mọi suy tư hướng đến việc tiếp tục thông điệp của người. Thị giả trung thành của Phật là Ananda hỏi người rằng, tăng đoàn rồi sẽ ra sao sau khi người qua đời? Người đã nói, tăng đoàn không cần một nhà lãnh đạo, chỉ cần có giáo pháp, lời dạy của ta. Sau khi nhận lời dùng bữa ở nhà một người thợ rèn dung dị nọ, được tin rằng người đã bị ngộ độc thức ăn và sau đó ốm nặng. Thế nhưng, vì người đã chứng đạt Niết Bàn, Phật không hề sợ hãi cái chết. Khổ đau đã chấm dứt ngay giây phút người đạt được giác ngộ. Người sẽ không còn tái sinh nữa. Và điều tiếp sau cái chết cũng như Niết Bàn là nằm ngoài khả năng hiểu biết của ta. Ngay trước lúc nhập Niết Bàn, Phật đã dặn dò các tu sĩ của người rằng hãy cứ tiếp tục truy tìm giác ngộ. Tự tính của mọi thứ phải tàn hoại. Hãy chuyên tâm và các thầy sẽ thành công. Sự ra đi của Đức Phật làm cho tăng đoàn mất đi người sáng lập và lãnh đạo của họ. Với khoảng trống này, xuất hiện một nguy cơ thật sự làm các tư tưởng của người sẽ bị mất đi hoặc bị làm cho lệch lạc đi. Đức Phật đã khuyến khích tăng đoàn trong việc đạt được sự thống nhất về các vấn đề hàng ngày bằng việc tổ chức họp mặt thường xuyên. Thế là giờ đây, các tu sĩ cũng làm theo những gì họ được giảng dạy. Được biết rằng họ đã thiết lập một hội đồng với 500 vị tăng sĩ nổi trội ngay tại hang động này, nhằm quyết định về nội dung học thuyết Phật giáo. Ngài Ananda đã trùng tuyên lại các bài thuyết pháp và các lời dạy của Đức Phật. Một vị tu sĩ khác, Ubali, trùng tuyên lại các giới luật cho tăng chúng. Giờ đây, họ đã có được một bản tường trình tổng quát về các tư tưởng của Đức Phật. Trong nhiều thế kỷ sau đó, thông điệp của Đức Phật được trường tồn nhờ vào tăng đoàn. Nhưng chớ trêu rằng, khi Phật giáo được lan rộng hơn trên toàn thế giới, thì một vị vua chuyên chế xuất hiện. Hai trăm năm sau khi Phật qua đời, hầu hết lãnh thổ nước Ấn Độ ngày nay bị cai quản bởi một vị hoàng đế bạo tàn tên là A-Dục. Cái giếng này trong kinh đô xưa của vua A-Dục là Patna, được tin rằng đã được xây dựng với mục đích làm phòng tra tấn. Chúng ta được truyền rằng tại đây, người tra khảo tàn bạo của vua A-Dục đã mở banh miệng các nạn nhân và đổ đồng đun vào cổ họng họ. Nhưng sau đó vào khoảng năm 262 trước công nguyên, sau một chiến thắng đẫm máu và tàn nhẫn nọ, vua A-Dục bỗng nhận ra một điều ghê gớm về những khổ đau mà ông đã gây ra. Và sự thay đổi của vua không thể nào chóng vánh hơn. Cầu viện vào những lời dạy bất bạo động của Đức Phật và bộc lộ niềm ăn năn thật sự về tất cả những hành động tàn sát của mình. Ông đã nguyện rằng kể từ nay trở về sau, ông sẽ cai quản đất nước một cách chính trực. Vị hoàng đế đã thay đổi này hạ quyết tâm sắt đá về niềm tin của ông.
Ông đi tìm kiếm những nơi có liên quan đến cuộc đời của Phật và cho dựng lên các cây cột cao 15 mét. Làm như vậy, ông đã đánh dấu các nơi này để những người hành hương trong tương lai tìm kiếm dễ dàng. Ông cho những bản chữ như thế này khắc vào các tảng đá, giải khắp lãnh thổ của ông. Nhưng các chỉ dụ này không để ban cáo về những thắng lợi của ông trong các trận chiến. Thay vào đó, chúng cho thấy được sự chán ghét bạo lực của ông và khuyến tấn các đối tượng sống một cuộc đời đạo đức và từ bi. Vua A Dục từ bỏ việc chinh chiến và hủy bỏ án tử hình. Ông trả tự do cho các nô lệ và xây dựng các bệnh viện miễn phí. Việc tế động vật bị ngăn cấm trong kinh thành và một loạt các loại cầm thú khác nhau bao gồm vẹt, rùa nhí trở thành các loài được bảo tồn. Ông cho các phái đoàn đi ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ, đem những đạo lý của Đức Phật đến Tích Lan, Trung Đông và qua cả châu Á. Phật giáo tiếp tục có ảnh hưởng lớn ở các tiểu bang Ấn Độ trong một thiên niên kỷ rưỡi sau đó. Các thương gia giàu có đóng góp một cách hào phóng. Tháp phủ đô chứa đựng theo tương truyền là xá lợi của Đức Phật và các bức tượng mô tả cuộc đời người được dựng lên khắp nơi. Nhưng trong tâm trí tôi thì di sản tuyệt vời nhất của thời đại đó chính là tại đây, Nalanda. Thật vui sướng khi được đến đây, bởi nơi này được cho là trường đại học cổ xưa nhất trên thế giới. Chúng ta biết rằng có một cơ sở giáo dục rất nghiêm chỉnh tại đây, từ ít nhất là thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên, và ta thử hình dung nơi đây vào thời kỳ vàng son lúc đó. Chắc hẳn là vô cùng tấp nập với các học giả quốc tế, đến từ những chốn xa xăm như Indonesia, Tây Tạng, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản. Tại đây có một khu trường học với hàng ngàn học sinh, 200 ngôi làng cung cấp cho nhu cầu của các học sinh. Mọi người học các môn toán học, chính trị, văn học. Nhưng Phật học được đặc biệt nhấn mạnh. Hàng ngàn các kinh điển Phật giáo được lưu giữ tại đây, trong các tòa nhà 9 tầng này, là niềm ganh tị của thế giới Trung Cổ lúc đó. Một học giả Trung Quốc rõ ràng đã rất yêu mến nơi đây. Có những tòa tháp lớn trang hoàng lộng lẫy và những tháp nhỏ trông như chuyện cổ tích. Những mái nhà lợp ngói phản chiếu ánh sáng thành hàng ngàn cái bóng lấp lánh. Có những đài quan sát và các buồng cao trên cả mây trời. Tất cả những điều này tô điểm thêm cho quang cảnh đẹp mắt nơi đây. Những mối quan tâm trở lại đối với văn hóa chất vấn, vốn là di sản của Học viện Nalanda, đã được chỉ đạo bởi nhà kinh tế đạt giải thưởng Nobel Amitya Sen. Ông có nghĩ rằng Đức Phật cũng sẽ tán đồng những gì diễn ra thời đó tại Nalanda không? Tôi thiên nghĩ rằng người chắc chắn rất tán đồng. Văn hóa này được truyền cảm hứng từ chính các tư tưởng của Phật. Nó được ảnh hưởng bởi tư tưởng rằng chúng ta phải giải quyết các vấn nạn qua việc xem xét bằng trí tuệ, bằng việc thẩm tra kỹ càng. Cô biết đấy, Đức Phật đã thử nhịn ăn và điều đó không đem lại lợi ích gì cho người. Và người đã quyết định rằng hành hạ thân xác không cải thiện được gì cho tâm trí. Ta cải thiện tâm bằng cách nuôi dưỡng tâm. Nhiều người có thể nghĩ rằng việc dạy Phật học ở Học viện Nalanda chung với các môn toán học, khoa học, hành ngữ pháp là không đúng lẽ cho lắm. Nhưng đây lại chính là một phần của sự hiểu biết thực tế về thế giới, đúng vậy không? Đó cũng là sự hiểu biết theo Phật giáo về thế giới. Chẳng hạn như ta phải quan tâm đến các vấn đề tác động đến con người, bao gồm tỷ lệ người chết, tàn tật, bệnh tật. Ta không thể cho đây là mâu thuẫn với các nghiên cứu trong Phật học được, vì đạo Phật cũng là về cuộc sống con người. Theo ông thì Đức Phật đã cống hiến cho thế giới ngày nay điều gì? Một trong những điều Đức Phật xác định đó là chúng ta có thể tán đồng với hành động tốt mà không nhất thiết phải tán đồng với một quan điểm lớn hơn và siêu hình về vũ trụ. Khi tôi may mắn nhận được giải thưởng Nobel, tôi đã tặng số tiền thưởng đó cho giáo dục tiểu học, y tế sức khỏe sơ yếu và bình đẳng về giới tính. Đồng thời, tôi cũng không có một niềm tin to tát gì vào tôn giáo hay Đức Chúa. Nhưng chính Đức Phật là người đã thay đổi câu hỏi từ có Chúa không thành những câu hỏi như là ta nên cư xử làm sao, dù cho có Chúa hay không. Và tôi cho đó là sự đột phá.
Phật giáo đã luôn chiếm ưu thế. Nhưng từ thế kỷ thứ 7, những thay đổi trong các mô hình tổ chức tài trợ đã bắt đầu ảnh hưởng các trung tâm lớn như Nalanda. Những món quà tặng từ các mạnh thường quân giàu có bị suy giảm. Bà La Môn giáo đã vẫn luôn hiện diện với nhiều thế tục, và mọi người quay trở lại với tín ngưỡng này theo con số lớn dần. Bà La Môn giáo bắt đầu chế ngự các tổ chức chính phủ ở các bang, làm cho đạo Phật phải chịu tổn thất. Các nhà chinh phục Hồi giáo vào thế kỷ 12 và 13 phá hủy tu viện và ngôi chùa. Nalanda được biết đã bị đốt phá và thiêu rụi trong 3 ngày. Con đường đạo Phật vào đời đã biến mất hoàn toàn ngay chính nơi nó sinh ra. Nhưng Phật giáo đã được truyền đi rồi. Nó đã lan truyền khắp châu Á với tốc độ mạnh mẽ và vẫn tiếp tục hành trình của nó để trở thành tôn giáo toàn cầu thật sự. Không có một thứ ngôn ngữ thiêng liêng riêng biệt nào, không có một giáo điều cứng nhắc nào, đạo Phật đã chín muồi cho việc xuất xứ. Đó là một tư tưởng thích ứng trở thành một hệ tín ngưỡng phong phú. Khi được truyền bá, nó tiếp tục tiếp ứng với các nền văn hóa khác nhau qua vô vàn con đường bất ngờ. Đối với những ai cho rằng có sự sống sau cái chết, thì Đức Phật là một hình tượng mà họ sùng bái. Kể từ thế kỷ 20, Phật giáo đã bị dính líu với nhiều tranh giành bạo động về dân tộc. Nhưng trong cốt lõi thì thông điệp của Đức Phật vẫn không thay đổi. Rằng mặc dù sự thay đổi là không thể tránh khỏi, tất cả chúng ta đều có quyền năng chuyển hướng thay đổi đó. Qua việc tăng trưởng trí tuệ, chúng ta có thể giảm bớt khổ đau. Cuộc đời Đức Phật thật là kỳ thú, từ một thời kỳ đã làm nên lịch sử. Nhưng mỗi chúng ta có thể liên hệ được với người trên một phương diện rất riêng. Nhu cầu tìm kiếm giải đáp cho tình trạng con người ngay tại đây và bây giờ là một điều mà tôi lý luận rằng sâu thẳm bên trong chúng ta đều chia sẻ. Người đã đưa ra những giải pháp thực tiễn giúp vượt qua những tham vọng và ảo tưởng, vốn mồi lửa cho hận thù, ghen tị và lòng tham. Và đã nói là món quà lớn nhất của người có vẻ quá giản đơn. Đó là lòng từ bi, cảm thông và biết được thật sự con người của chính mình, giúp cho ta và thế giới đều tốt đẹp hơn. Cho dù bạn có là một Phật tử hay không, thì lòng nhân đạo và niềm hy vọng của thông điệp đó vẫn cháy sáng ngày nay. Coming up next this evening here on BBC 4, we're on the trail of the secretive sloth bear with David Attenborough and Natural World. Stay with us.